Chào mọi người nhá. Hôm nay quay trở lại chùa Kỳ Quang. Thứ nhất là để quay video, thứ hai thì để thăm mấy em nhỏ này này. Đó. Em bé này các bác còn nhớ không? Là video trước tôi có quay đó. Em này là em bé gái bị bỏ rơi khi còn mấy tháng tuổi đó. Mà bé gái các bé không? Bị thiếu hai cái tay các bác, hai cái tay có nghĩa là bị đi tật đấy, Thì tôi cho các bác xem cận cận tí nha. Các bác nhìn thấy tay không? Đó. Bị tật đấy. Bé này thì bị bỏ rơi cách đây khoảng 4 tháng trước. Nghĩa là bây giờ bé được khoảng 4 tháng tuổi. Vì hồi mới bỏ rơi là các bé được có mấy ngày tuổi thôi. Các bác nhìn thấy không? Xinh xắn lắm. Ngày trước là khóc không à, đỏ hòn khóc không à. Còn đây có mấy bé này. Thì tôi có nói là ở bên trong này là những em trẻ nhỏ mà bị bại liệt này các bác, bệnh này có dán ở trên đấy hết, những em tên tuổi thì có dán ở trên đấy hết đây này, trong đó nhiều em nhìn rất là dễ thương các bạn, như em này này, em này đây các bạn nhìn đây, cái bộ lông mày của em rất là đẹp, rất là dễ thương, tuyệt vời lắm các bạn, nhìn này, da của em mịn lắm. Em này mà không bị bệnh bại liệt là em rất là đẹp trai và phong độ lắm. Các bạn nhìn thấy lông mày không? Lông mày không? Rất là đậm, dài nữa. Còn dài hơn lông mày của tôi nữa. Tiếp tục. Đi sang bên này. Còn em này thì tôi có quay lên vài video là có hình ảnh của em rồi. Em nhìn tuyệt vời lắm. Nhưng mà hình như cái đầu của em nó hơi to thì tôi nghĩ là chắc cũng bị bệnh ống não tụy hoặc là bệnh bại liệt đấy. Quá thấy tội nghiệp không? Còn những người chăm sóc trong đây thì rất là vất vả các bạn, cực lắm. Chăm sóc một người bình thường là khó rồi, chăm sóc những em như thế này cực vô cùng. Phải hy sinh rất là nhiều mới làm được những việc như thế này. Cô cho ăn. Còn tôi đi quay những cái video như thế này thì tôi nói thật với các bác là nói về tiền thì không đáng kể, tức là chỉ có nhỏ giọt vài giọt cà phê thôi. Còn nếu mà mình chủ yếu mình kinh doanh mà làm cái này thì không bao giờ giàu được. Làm YouTube là làm bên chủ đề này nó vất đi. Nếu mà làm YouTube mình YouTube ấy, làm bên mấy cái chủ đề chôn chiếc như kênh của anh NTN đó, mấy kênh mà nóc tụm nóc thì nó mới có giá trị. Cho kênh của tôi đây tôi làm chủ yếu là để chia sẻ với các bác về vấn đề sức khỏe nhá, sức khỏe rồi là về vấn đề mà đạo đức con người là như thế nào. Quá trình mà trong cuộc sống xã hội này tiền bạc nó là một vật rồi, vật chất rồi. Còn vấn đề mà mình phải sống làm sao cho đức độ, rồi là cho khi chết đi người ta còn muốn tưởng nhớ đến mình hoặc người ta thờ cúng mình. Chứ mình sống làm sao mà lúc chết đi không có ai thèm ngó ngàng đến mình, con không thèm nhận thì thôi vất đi. Còn cái việc mà các bạn trẻ yêu nhau á thì cái chuyện quan hệ là tôi thấy là bình thường, nhưng mà muốn làm sao thì muốn mà cố gắng làm sao quan hệ một cách an toàn nhất. Cách tránh thai thì người ta nói chia sẻ nhiều rồi, tránh thai thì có nhiều phương pháp như là tính ngày rồi là mình có thể là cái gì đấy, tính ngày là một này, uống thuốc là 2 này, đeo bao cao su là 3. Nhưng mà tôi suy nghĩ như thế này, nếu mà tính ngày ấy thì các bác sẽ không tính được đâu, tại vì tính ngày người ta chỉ áp dụng với những người mà thực sự là chỉ có những người mà yêu nhau lâu rồi hoặc là vợ chồng nhiều năm rồi, người ta nhận nha, người ta tính ngày, người ta quan hệ đều đặn với nó khác. Còn như chúng ta thì chỉ áp dụng 2 phương pháp, thứ nhất là dùng bao cao su, thứ hai là dùng thuốc nghe Quang, thuốc để khi mà mình uống xong rồi mà mình có thể là uống trước khi quan hệ hoặc là uống sau khi đấy. Còn cái phương pháp tránh thai bằng cách tính ngày là không tính được nhá. Còn 2 cái phương pháp còn lại tôi nghĩ là được, nhưng mà được thì các bạn phải suy nghĩ kỹ, tại vì uống cái thuốc nào của Tây y nó cũng hại thận hại gan, rồi là chưa kể cái thuốc tránh thai nó còn hại thần kinh của người phụ nữ hoặc là hại về cái quá trình sinh con sau này nữa. Vậy nên các bác đàn ông con trai ấy, hãy cố gắng hy sinh mình, muốn quan hệ thì hãy cố gắng hy sinh mình bằng cách là lúc nào ở trong túi, trong bao nô, trong cặp sách cũng để 1-2 cái bao cao su. Nếu mà là một người đã có người yêu hoặc là đã có cái vấn đề quan hệ thường xuyên nhá. Còn những người mà không quan hệ thì không cầm lắm gì nhá, cầm đi theo thì nó mang tiếng mang tai ra. Còn đã quan hệ là mình phải mang theo liên tục để thứ nhất là để cho nó an toàn trong vấn đề quan hệ. Còn cái vấn đề quan hệ thì ai mà chẳng có, ai mà chẳng phải trải qua. Em lành lặn không sao nha, còn những em khuyết tật rất là khổ các bác ạ. Nhưng mà đa số là những em bị khuyết tật là bố mẹ nó bỏ rơi. Tại vì sao? Sinh con ra mà thấy nó thiếu cái tay, thiếu cái chân hay là bị bại não hay là bị liệt đó, người ta bỏ ngay. Đấy, các bác nhìn thấy em bên trong đây không? Ở bên trong này tôi cho các bác xem nha, gần gần đấy. Ô, em trẻ đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đó, đó em ấy thiếu 2 cái tay đó. Còn 2 em ở trên giường kìa. Từ nãy giờ tôi ngồi tôi xem thì các em đang vật nhau từ nãy giờ khoảng đầu 10 phút đồng hồ rồi, mà chưa phân thắng bại. Thì hôm nay tôi làm một cái video này với mục đích là chia sẻ với mọi người nhá, là mình hãy suy nghĩ kỹ trước khi mà quan hệ với nhau. Còn đối với vấn đề quan hệ thì tôi thấy thật sự với các bác là ai cũng thích, ai cũng có cái vấn đề sinh lý mà. Vấn đề nó vấn đề tích cực của mọi người, không có vấn đề gì cả sao cả. Nhưng mà nên gọi là nên suy nghĩ kỹ trước khi làm một cái việc gì đó. Còn ở đây tôi cũng mong mọi người là khi mà tình yêu chưa đủ thì khuyên bảo nhau, đúng như là giúp đỡ những người mà đang mang thai hoặc là đang có trường hợp ngoài ý muốn đó. Tôi vừa cầm máy quay, tôi vừa nói như thế này thì nhiều lúc có những cái câu nói của tôi hoặc là những cái hình ảnh nó không được chuẩn, không được đẹp lắm. Thì các bác thông cảm với tôi nhá. Cái câu đầu tiên tôi xin trả lời cho các bác, rất là nhiều bác hỏi tôi như thế này. Ở các trung tâm mồ côi này mà tôi đi ấy, tôi quay lên đó, người ta có cho nhận nuôi hay không? Thì tôi xin thưa nhá, là không nhá. Tại vì sao như vậy? Nhiều bác hỏi luôn là tại sao anh, thì tôi không thể là tôi trả lời một cái hết được, nó rất là dài, lý do thì rất là nhiều. Mà lý do đầu tiên ấy là nói chung là người ta không muốn cho nhận nuôi. Tại vì sao? Các bác nhận nuôi ấy là các bác lựa chọn những em mà nó khỏe mạnh, hoàn chỉnh. Còn những em mà khuyết tật thì các bác không thể nào mà chấp nhận mà nuôi nó được. Tại vậy, vì vậy nếu mà cho các bác nhận nuôi đúng không, là các bác sẽ chọn hết những em khỏe mạnh như ở đây này, các em khỏe mạnh này, các em khuyết tật bên trong, các em khuyết tật bên trong đây này, trong kia kìa. Thì các bác sẽ chọn hết những em khỏe mạnh, còn em khuyết tật các bác để lại. Thì thà như các bác xin nhận nuôi, nhưng mà các bác xin những trẻ khuyết tật thì có thể là người ta sẽ đồng ý ngay nhá. Còn cái lý do nữa là nhiều gia đình, nhiều bố mẹ người ta gửi con vào trong chùa ấy, không phải gửi mà người ta không có khả năng nuôi ấy, người ta đưa con vào trong chùa. Người ta không có muốn là chùa sẽ cho bất cứ một ai, dù là hoàn cảnh sang nghèo như thế nào, không biết nha. Lý do thì nhiều lắm các bạn. trong đây này. Thì nhìn thấy cái hình ảnh rất là đẹp. Cái chị này này, chị này là người nước ngoài nhá. Chị này chắc là người Tây, người Pháp ha. Ừ. Người Pháp đó, chị đang cho những em nhỏ ăn đó các bác. Các bác nhìn thấy hình ảnh đẹp không? Đây là đất nước Việt Nam nhưng mà những người rất là nhiều nước, Anh, Pháp, Đức, Mỹ gì đó, người ta sang đây người ta thấy những em nhỏ mà bị khuyết tật đó, người ta rất là thương. Người ta đến người ta chung tay giúp đỡ, người ta giúp đỡ bằng cách là chăm sóc rồi là tiền bạc gì đó thôi. Thấy cũng nhiều chương trình ạ. À, bây giờ tôi giờ cho các bác xem một vòng nhá, để chú đây. À, thấy không các bác, thấy không? Ở trong đây đông người, nói chung là đông trẻ bị khuyết tật lắm, nhiều lắm. Tí nữa tôi cho các bác đi xem vòng xem có cái hình ảnh nào đẹp nữa xem không. Con bé này này, xinh gái, nó 13 tuổi nhưng mà nó bị cái chân á, cái chân. À.